lại, mọi người sẽ không bắt được ta đâu. À! Tôi đề nghị anh nằm im đó. Nếu anh cử động, chúng tôi sẽ đổ súng. Đồng chí, công lại. Yes sir. Tên tội phạm kia, đứng dậy nhanh lên. Ôi trời, cái ông này chắc là tội phạm gì đó gọi là kinh khủng lắm nè, cho nên mới bị gọi là công an bắt mà còn đem cái trực thăng đến luôn. Ủa cái gì mà ghê quá vậy ta? Ủa cái gì vậy? Ủa, mình mới lượm được cái gì đây? Cái này hình như là một cái bản đồ thì phải. Có khi nào cái này là bản đồ kho báu không ta? Hình như tầng hầm là chỗ này phải không ta? Nhưng mà ở bên dưới này thì nó có cái gì chứ? Tại sao cái bản đồ này lại dẫn mình xuống dưới nha? Ủa cái gì đây? Ủa? Bên trong kia là một căn phòng hả ta? Vậy cái này chính xác là căn phòng bí mật rồi. Đây là một căn hầm có robot sao? Robot sao? Trời, mình sẽ trở thành một người rất là nổi tiếng bởi vì mình đã phát hiện ra những con robot này. Ôi trời, được, trời ơi, thích quá. Phát hiện có người lạ đột nhập, bật chế độ tấn công. Cái gì bật chế độ tấn công vậy? Tôi có làm gì đâu. Tôi có làm gì đâu. Ôi, cái gì? Cái con robot này, thả ta ra. Phát hiện có người lạ đột nhập, bật chế độ tiêu diệt. Người tính làm gì ta? Thả ta ra. Trái tim của robot, robot em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, bên em đến ngày mai. Chỉ cần em thấy tốt, không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngừng động. Để má ửng hồng em xinh như mộng, thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai. Anh chưa nghĩ phải say nắng một ai, nhưng khi gặp em chắc anh phải nghĩ lại. Và khi có em về chung một nhà, có bao nhiêu điều thú vị xảy ra. Anh viết tặng em vài bài tình ca, một ít liều nhỏ hai quả thiên ta. Có anh bên cạnh em tìm đâu xa, real love ở đây em tìm đâu xa. Người tốt như anh em tìm đâu ra, ông tơ bà nguyện kích tình đôi ta. Trái tim của robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, bên em đến ngày mai. Chỉ cần em